Bên phố đi bộ mới lại không còn hàng rong đấy nhá, không còn bày biện như chỗ này á. Ngày cách đây khoảng một tháng trước ấy, khu vực này bày biện ghế kiếc tràn lan tại khu vực này với người, thì ngày hôm nay thì phải thấy là không còn nữa. Ở đây hai bên trật tự họ cũng đi dẹp hết rồi đấy, nên là mình không thấy bán khu vực này rong nữa, khó rồi, bây giờ họ chạy hết đấy. Đây trả cho mọi người một cái không gian vui chơi tại đây. Trước ở chỗ này là cái bóng đèn đấy, cái đài phun nước, nhưng đến bây giờ thì bỏ hết cái khuôn viên ở chỗ này. Hôm trước là con ít nó hay vào chỗ này tắm lắm, ở chỗ này nó nghịch, cái đài phun nước và cũng như là đèn giống như bên chỗ bùng bí cây liễu, đến bây giờ bỏ rồi mọi người, đến bây giờ là bỏ hết luôn, không còn nữa, bây giờ để trống vậy. Bây giờ mình cùng đi lên trên bùng bí cây liễu nhé. À, phải công nhận là ngày lâu lắm rồi phải ra đến phố đi bộ mà thấy được nó yên tĩnh như thế này, không có hàng rong luôn. Tôi nhìn rất là thoáng đãng. Nhiều khi hàng rong khu vực này nhìn nó hơi nhếch nhác và buôn bán thì chặt chém khách hàng rất là nhiều. Nói chung là làm cái gì làm quá nó không tốt rồi. Đang buôn bán được, bây giờ mình chặt chém khách rồi bán tràn lan đi. Thì cũng phải dẹp thôi. Nói chung là cũng là miếng cơm manh áo thôi, nhưng mà mọi người làm quá quá thì nó
Bây giờ mình cùng đi sang bên nhà hát. Hôm nay tại khu vực này thì mọi người thấy cũng ít, cô chú anh chị mình tới rất là nhiều so với những ngày khác. Đây, phía bên kia thì đang có hai chiếc xe buýt, hai chàng đang đứng để đón khách để đi tham quan các quận trung tâm. Đây một không gian, không phải thế, đây là một không gian xanh nhá, khá là đẹp về đêm để cho mình ra đây vui chơi tại khu vực này, không ồn ào, cũng không có bụi. Đoàn khách đang đi ra phố đi bộ, rất của em gái xinh đẹp. Hôm nay mọi người đi ngắm gái xinh rất là nhiều, đi lại đây gần 5 cô luôn. Đây toàn là nhân viên phải đấy, hỏi thấy là hôm nay đi được này rất là nhiều nha. Qua đường nhé, nhưng mà có vẻ hơi khó, lượng xe đi lại rất là nhộn nhịp. Đây là các top dân chơi.
Ở đây vẫn có khu vực có gái để sung sướng nha mọi người. Mình mới vừa đi qua đấy, những cái căn nhà mà đang cho thuê thì có thấy đang ngồi đấy. Mà người Việt không biết chào nha, chỉ thấy chào người khách nước ngoài thôi. Đấy, đang đi chào mời khách đấy. Mọi người đi nhiều thì mới thấy được cái đấy, nếu mà mình không đi không đi thực tế thì không biết được. Hay ngồi ở góc này đấy. Đây bên cạnh mọi người nhìn này, có những cái đứa trẻ đang nằm chập đường cái này rất là tội, đang ở đâu đi sửa đi ngủ. Này con đường Mạng Thị Bưởi rất nhỏ xinh mà khá nhiều xe hơi nhá, như là các cái cửa hàng trang trí rất là đẹp về đêm. Khu này xe cộ đi lại nhiều quá. Chưa bao giờ đi vào luôn đấy. Ở bên kia làm gì đông dữ á. Mình cùng qua phố đi bộ nhé. Thấy bên kia bên đưa đường không biết là có cái gì mà tụ tập đông á. Bây giờ mình cũng qua học chuyện luôn. Rất là đông, không biết có cái gì. Mấy chú chăn nó thế mà sao đông dữ.
ra ngoài đây gió mát quá. Bây giờ mình cùng qua đường mà đi sang bên dọc bên này nhé. Đây bên này có cửa hàng bị thiết hàng G đóng cửa này. Cho thuê mặt bằng. Đây, mọi người chắc là cũng biết về cái hãng giày này rồi. Bị thiết mà. Nhưng mà hãy là biết tới cái hãng này bởi Sơn Tùng. Sơn Tùng có quảng cáo cho hãng giày này thì mới biết tới nhiều. Nhưng mà mình cũng ít khi mà mình đó lắm. Mình không phải là thuộc người chơi giày, cũng không có điều kiện để mà chơi giày giống như những người khác. Thì tôi đến đây hãy xin phép được dừng video clip đến đây. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã đón xem đến cuối video và chúc tất cả mọi người có một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình và hẹn tất cả mọi người ở một video tiếp theo nha. Hãy xin phép được dừng video ở đây.